Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay sức khỏe cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi hoàn toàn hồi phục, hai bé hoạt bát lanh lợi và ăn ngủ tốt. Mình phải lên cấp một cách từ từ. Ban đầu là bé chỉ có nằm thôi, thì bắt đầu cơ nó sẽ không hoạt động nhiều, nó sẽ hơi bị yếu đi. Nhưng mà bắt đầu bé sẽ tập ngồi vững. Khi mà ngồi vững, cái cơ giúp cho cái sự ngồi bắt đầu nó hoạt động. Và cái cơ mà giúp cho sự ngồi thì nó sẽ giúp cho cái việc mình đứng lên. Và nếu mà bắt đầu ngồi vững rồi thì mình tập đến đứng vững. Mà khi đứng vững rồi nó sẽ chấp nhận những cái điều đầu tiên và sẽ vững. Mà tiên lượng của hai bé thì theo kinh nghiệm bác sĩ Phi là bé sẽ tiên lượng. Bé đã có thể ngồi, đánh dấu một bước lớn về sự phục hồi trong niềm vui mừng của ba mẹ. Ngày 15 tháng 7, hai bé được tách rời thành công sau 13 giờ phẫu thuật. Thời gian tới, Song Nhi phải trải qua 4 cuộc đại phẫu tạo hình khung chậu. Các bác sĩ sẽ theo dõi hai bé đến năm 18 tuổi, đảm bảo khả năng sinh sản.